Tôi là Dương Văn Lùng, ở Tân Hiệp, thuộc thì ấp Pa Chạch B. Nên nơi cái cỏ gần của tôi á, cỏ chát lát thì rất nhiều, nhưng mà xịt mấy cái sản phẩm khác thấy nó không có chết được hết. Nhưng giờ là thấy là có thuốc pha răng này đó là của công ty Bát, thấy nó xài cũng xịt 5 ngày thấy lúa cỏ nó chết, mà nhưng lúa nó cũng không ảnh hưởng vàng hoặc đỏ gì hết. Vậy là sau này có công ty có ra thị trường thuốc này tôi sử dụng hàng vụ luôn. Lúa là thấy nó cũng hiệu quả nhưng nó không có vàng đỏ gì hết trơn á. Nhưng tôi thấy là hiệu quả rồi, nhưng là sau này là tôi tin tưởng thuốc sản phẩm thuốc này là của ba lăng của Bát á, công ty Bát rồi.